tiến chúng thập phương qua chỗ quay về. Đại đức Thích Tâm Thành phát đại nguyện tôn tạo đại Phật tượng tôn nghiêm, nhờ ân ngài chúng sinh hết khổ nạn. Với sự gia ân của ba ngôi báu, sự phát tâm của tiến chúng kiến thành sau 18 tháng xây dựng đã hoàn thành viên mãn và chính thức đạt thành vào ngày 5 tháng 12 năm Canh Tý, trở thành công trình đại Phật Thích Ca đầu tiên lớn nhất khu vực Bắc miền Trung, hoàn toàn trang nghiêm tại chùa Phúc Lạc thuộc xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Dưới án tượng vân tôn tượng của Đức Phật an tọa uy nghiêm trên tòa sen cao ngất, biểu tượng của sự thanh cao bất nhiễm, đôi mắt từ ái hướng về biển đông để dõi theo và gia hộ cho tàu thuyền ra khơi được thuận buồm xuôi gió, bình an trở về. Bàn tay trái ngửa lên đặt trên lòng bàn chân trái, cánh tay mặt để an nhiên trên bắp vế chân mặt, lòng bàn tay úp xuống, các ngón tay hướng xuống đất tạo thành tư thế xúc địa ấn. Mỗi khi Phật dùng ấn xúc địa, đại địa chấn động, thiên ma kinh hoàng, quỷ vương hoảng sợ, không còn gây tác hại cho nhân gian, đem lại hòa bình an lạc cho thế giới. Với mục đích và ý nghĩa này, công trình đại Phật được dựng lên để cầu nguyện hòa bình trên trái đất, cũng như khơi dậy tâm Bồ Đề và lòng từ bi của nhân loại để bớt đi phần nào chiến tranh, thiên tai, bão lũ. Với sự phát tâm công đức quảng đại của Thí Chủ Đàn Na, tôn tượng được hình thành một cách nhanh chóng, vượt qua mong đợi ban đầu, người người hoan hỉ chờ đợi chỉ hướng. Có thể nói, công trình này là thành quả chung của nhiều người, là sự kết hợp giữa đạo tình và hồn thiêng sông núi, là sự kết tinh tâm nguyện hành đạo của đại đức chủ trì chư vị tổ sư. Trong tương lai, công trình tâm linh này sẽ mang sức sống thời đại, có vai trò thực tiễn trong đời sống văn hóa tâm linh không ngừng biến đổi của xã hội. Đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni loan tỏa trang nghiêm thanh thoát giữa cõi trần sẽ là điểm tựa tinh thần cho nhân dân trong vùng và tín đồ thập phương quy hướng đảnh lễ, noi theo hạnh nguyện của ngài. Nam mô Hiện Tọa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Điệu Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đắc Đại Chứng Minh. Phật.